Ai? Hôm nay có mối tôi còn về Terry thôi. Tại vì đây là nhờ anh tối. Không ai muốn còn cả. So, chúng ta đến với cái trận. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hai trận cuối cùng của round này. Và trận đầu tiên á, thì chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Another Win với Maki. Mà sao cái này giống như là vợ chồng A Phủ thế này. Rồi tiếp đến là trận 10 giờ tối giữa Hoàng Nguyên với lại là Shinona Nomena. Anyways, no comment Jan. Play calm route. Love me. Thank you. I'm tired. But anyways, thì chúng ta có thể thấy là ok, Another Way chọn Prospect và Maki sẽ chọn gì ta? Đang đợi. Với start của hai người chơi như thế này thì em đang thiên về một lượt protect hidden hoặc là những cái no mod 4 cho Wii no mod 4 cho Wii và hidden 2 cho Maki. Mà từ đầu đến giờ là em vẫn chưa thấy có lượt pick nó mất một nào nhỉ? Chắc là nó mất một đơn giản quá không ai muốn pick. Kiểu nó bị chê ấy. Mọi người không ai dám đặt mình vào một cái thử thách nó, tức là nó dễ đối với tất cả mọi người, thế nên là cái risk level nó cũng khá là cao á. Chị ra sao anh pick cho? Vui chứ gì? Đó. Chả liên Mày quan kêu nó của một chơi ra sao anh pick như đâu? Tin vậy? Quan trọng là nó mất một nó là pure aim và nó rất RNG cho nên là shit biết là bay đó thế thôi, đâu phải lý do là mất quá dễ đâu. À gì dĩ nhiên rồi, phía đường hai một lượt protect hidden 2 cũng không quá khó hiểu đến từ vị trí của Maki, khi mà việc đọc low AR không phải là thế mạnh của anh Gui. mà hồi nãy gì ta trò chuyện với cả hai anh này ở bên voice chat kia thì anh được quy nói đang hơi lười đánh DT cho nên là Maki có thể sẽ lợi dụng điều này để mà pick hai cái DT một với hai có thể. Anh ta lười đánh chứ không phải là anh ta không đánh được, nên là biết đâu đấy là một chiêu trò của Và thứ anh nhất như sao. thứ hai là như anh quy với tập vua hôm nay cho nên là Hả? Ok. bây giờ không biết là anh quy chọn bắp nào thôi chứ hồi nãy nghe tapping hơi bị dữ cho nên chắc là đang rush the pool đó chắc vậy một hát rock Chúng ta có một pha hơi bị trolley một tí. Protect Harrog 3 đến từ anh Gui. cũng hơi lạ nha tại vì nãy anh Quy nói là Hot Rock 3 nó khá dị và đại protect cho mình Hot Rock 3 kỳ mà thôi ai biết được chiến thuật người ta mà vâng một cây sự roll để mà ban map Hot Rock mà đó là Hot Rock 1. Là tôi cũng suy nghĩ về việc bài mất đấy tại vì cái khúc stream đá quá. Who put stream in my aim map? À vâng. Đáp trả lại Protect Hidden 2 đó là ban Hot Rod 2 từ Another Way. Một map gimmick đã được ban rồi bây giờ chỉ có một cái map reading duy nhất thôi. Không sao, rất dễ hiểu. Thôi
Giờ hình như là Maki với Quy thì anh Quy thì vẫn đang ở trong voice chat nói chuyện với nhau, cho nên là vẫn sẽ có tactic ở trong đấy đấy mà ai biết được. À, đúng mất năm hả? Anh Huy quyết định là cúc ngay vào con nấu mất năm khi mà theo start có thể thấy thì thật sự đây sẽ không phải là một thế mạnh quá lớn và Huy sẽ có được cái lợi thế trước Maki. Cũng không cũng cái này cũng không chắc, tại vì thứ nhất này Quy đang lười tập pool, thứ hai Maki thì đang nãy mới bị đau tay do mới chơi map because maybe phần mấy không biết, map 10 phút mấy. Cho nên là map này cũng không biết là ai thắng được. They are not in the best condition. À Thế rồi. Nói chung vẫn đang đợi xem là hai anh này múa thế nào ở cái mát. Ok. Mặc kỳ đi connect moment. Đây rồi. Ta sẽ đến ngay với pick đầu tiên của Sweet State 3 match 48 giữa Huy và Maki. Nó một năm. Ôi trời, ôi, rất nhiều một rất nhiều fan misstepping từ Maki. Không bỏ rồi, không bỏ rồi. Một cháy 100 thế không bỏ rồi. Trừ Anh một ấy vẫn chưa Maki. recover. Trừ một Maki moment. Chết rồi. Hỏng hỏng hỏng. Với một người chơi khá là giỏi về speed như Maki thì ta Nhưng mà không quên quyết chết lại rồi, chết lại rồi. He still have a chance. chúng ta có thể thấy là cái những cái burst bar vừa rồi đang khiến Maki cũng khá là shock một tí khi mà Nhưng mà ê vấn ê ê đề là cái lợi thế combo vẫn đang ở Maki. Vui thì có lợi thế ạt, còn Maki thì có lợi thế với combo. Bây giờ miễn sao nếu mà Maki giữ giữ combo là Maki thắng, còn drop bao nhiêu thua thua thẳng luôn. Tại vì cái gap score đang rất là ít, cho nên là mọi thứ đều phụ thuộc vào cái đoạn stream này. Ôi trời, shake rồi, bắt đầu shake rồi. Ôi Maki đã shake. Ơi, không. À, cả hai player đều phải hung ở cái đoạn stream này. Cả hai đều vẫn đang hung. Ở nơi Hai Ruby vẫn vẫn một cái accuracy rất là tốt, nhưng mà combo game thì vẫn lại là phía bên Bắc Ký. Từ một combo đến từ vị trí của Wii. Bây giờ Wii thì cần phải play là Maki sẽ chốc ở những cái giây phút cuối cùng này của Maki mà chỉ còn có 1/4 map cuối mà thôi. Maki thì vẫn đang giữ cho mình một cái full combo ở đây, mặc dù Vẫn thì đang hơi cố giữ. Chúng ta đến đi với cool map để xem có phép màu nào xảy ra hay không đây. Gap score đang tận 80 mấy k, nhưng mà combo nếu mà ai xài combo một phát là bao nhiêu điểm sẽ bay về phía người đó luôn. thâu chat thâu với một cái gap chỉ có 400 combo thì Maki sẽ là người lấy được cái pick nó một năm này đầu tiên, mặc dù với những cái đoạn stream và burst khá phải nhọc nhằn trải qua và cùng một cái drop arc rất là tệ ở đầu. Tuy nhiên Maki đã chớp lấy thời cơ win break và đã lấy lại cho mình map đầu tiên. Wow, một cái attempt rất là xui với trời nên tôi quy khi mà break ở cái đoạn không đáng có. Nhưng mà nằm như 100 ở cái map nổ bốn năm này. Ôi giời ơi. Có vẻ như là bắt đầu bắt đầu vợ chồng bà phủ này lại chiến kịch nữa rồi.
Quy vợ tàn lại chồng, chồng đang chửi lại. Quy Quy đã mát. Chưa kể vợ vợ tán một phát hơi bị đau. Break point đầu tiên luôn mà. Ca này chúng ta sẽ không thể cứu được và sẽ cùng chờ xem Maki có táng thêm một cái nữa không, khi mà đây sẽ là lượt pick của anh ta. Nghi biết đi tì lắm, nghi lắm. Như hồi nãy tôi đã nói, không phải đi tì, ok, mấy bạn, chơi bye bye nào. Chúng ta cùng chơi bye bye, bồng 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 một trọn 10, 10 mấy nhỉ, 13 phẩy 7 hả? Vì vì nó là pick hidden, thế nên là tôi xin phép tôi bet edge luôn. Anh 13 phẩy 7 anh em, quẹt quẹt quẹt. Rồi. Một cái hidden bar dành cho Amaki. Có vẻ như Maki với cái chiến thuật lần này là focus nhiều vô mấy cái map mà thiên về off với tech hơn là mấy cái map pure aim với speed. Nhưng mà map speed hồi nãy thì nó nằm hồi nãy thì bị đập, cho nên ai biết được. We just don't Thôi để xem là với cái pattern khá là gây khó chịu với tất gần như tất cả người chơi trừ tôi ra tại vì tôi chưa tập pool, know. thì để xem là ai sẽ thắng con pick hidden bar này đi. Ôi lại là Maki với cái low accuracy start của anh ấy. Nhưng mà ai biết được, mọi play tốt đến từ accuracy thấp. Liệu kịch bản sẽ được lặp lại hay không? Nhưng mà nói gì thì nói thì có vẻ như là UR của Maki hiện tại thực sự không hoạt động. Chắc là do anh này chơi đã chơi trong vòng 3-4 tiếng liên tiếp và cho nên là có vẻ khá là mượt. Có vẻ như không ai vẫn chịu thua ai cả. Với các rất nhiều pattern slider overlap khó chịu như thế này. Nếu mà thì kiểu như là round trước đó thì tôi đã đưa map này vô phía đường 1 với cái button khó Nhưng mà chịu và nó mất Maki đi. Và break. Quy thì đã trade lại cái miss. Quy Accuracy thì vẫn đang thiên về hướng của anh Quy nhiều hơn. Gap score thì vẫn đang thiên về phía Quy với cái cách biệt tận 70k. Ôi trời ơi, cursor Maki rất là run rẩy. chắc bị đánh đau quá rồi. Ô mà quy 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 sao ơi, cơ hội cho Maki ơi. anh quy quăng thẳng cái lợi thế 70.000 điểm của mình ra khỏi cửa sổ với cái break vừa rồi. Có Maki cần hold lại một chút khi mà chỉ còn có 1/4 map cuối mà thôi. Vấn đề là Maki có thể hold được tới mấy cái đạp cuối này hay không? Bốn trăm rưỡi combo dành cho Amaki và Gascor đang dần được thu gần Ok, lại. tới với không phải Quy không lại phải Maki là lên người miss đầu thua. tiên. Maki Maki ơi, Maki hold. Ôi trời ơi, một fan đã bồi xém chết ơi. Quy, anh Quy đang Quy break thì liên liên tục tục. Cap đang thì về hướng Maki ở ngay các khúc cuối này. Đúng là một phát cận mắt đã khó Maki chịu. lại combo play. Anh Lại là một cái Maki combo moment. lại là Và combo không Maki sẽ có một cái lật kèo. lại là combo game. Tôi cũng chả biết nói con mẹ gì đây nữa khi mà
chúng ta có thể thấy là trong khoảng tầm từ đến nửa map đến 3/4 map thì Gui đã có một cái lợi thế cũng khá là an toàn, nhưng mà anh ta quăng thẳng nó một phát ra khỏi cửa sổ và để cho Maki lấy được cái point thứ hai ở trong match đấu này. Ôi hả, đi tìm một pick đến từ anh Quy đã đọc kỹ đi tìm một rồi chăng? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là đi tìm một này ARK có 9.7, cho nên technically Maki vẫn chơi được. Ok, cảm ơn comment đến từ bạn Yumehiro nhé. IQ sẽ bảo muốn nghiêm túc một tí, nhưng mà à đúng rồi, hình như hồi nãy trong voice chat anh Quy cũng sẽ bảo là chơi theo kiểu công bằng, không có đối bạn gì ở đây, nhưng mà với cái việc bị dẫn trước không hay như thế thì we just don't know. Bị chọn gì bị chọn trong đến nội tâm. Ok, đi tìm một là chồng ta kiến tạo, chồng kiến tạo cho vợ rồi, vợ phải tận dụng nó đi chứ. DT này AR9.7 nó phải 10.3 đâu. Cố lên, mình đánh được. Man. Chat đang được sự đây của vấn đề. Đừng tạo kịch bản cho vợ chồng áp dụng. Ôi. Ở lại một pha góc khó hiểu đến từ anh Quy. Có vẻ như sau cái pha trật chân hồi nãy thì cả hai player đều có vẻ ẩn giữ lại cho mình được cái thế trận cân bằng. Và tôi sẽ không nói gì về cái cursor tủ bên phải đâu, nhưng mà tại sao lại bên trái lại bị ảnh hưởng? Anh Quy ơi! Anh Quy này thấy trận thật bị nhiều rồi chứ. Trong khi đó về phía bên tay phải thì vẫn đang rất là ổn định chán. Xin lỗi anh em, tao phải hạn chế nói tao bây giờ để mà không curse. Một pha xem và tao phải hơi bị nổi đến từ Maki ở cái đoạn đấy. Mà không sao, vẫn còn combo game. Anh Quy quên không ao. Đúng rồi, anh Quy quên tắt cái ai là quên dép phần bản thân lại, I guess. Vina đâu rồi? Ôi trời ơi, anh này out. Ok, back to solo comming. Như chúng ta có thể thấy rằng khi vẫn đang có lợi hơn rất nhiều về combo, mà tôi sẽ hạn chế nói về bên phải tại vì xảy một phát là bên trái anh được luôn, tại vì combo có như kiểu như combo bánh tay support khá khá. Map thì còn tầm 40 giây, 40-30 giây gì đó. Đang dành tới cơm map. Nhưng mà để coi cái đại một tí boss cuối này. Yup, boss cuối này Maki là người dính chữ, nhưng mà điều đó không đủ, không thể đủ được. Tới kết thúc map rồi, Maki đã dành cho mình lượng combo vừa đủ để mà anh Quy không thể nào bắt kịp được nữa. Và nói là đó là 0-3 dành cho Maki. Anh này lại chơi combo kiếp game tiếp rồi. Một cái phong độ rất là tuyệt vời đến từ anh Quy, nếu như chúng ta không nhìn tới cái Miska của anh ấy. Thôi, ai biết được. Số phận.
Thôi đi đến tiếp pick tiếp theo từ Maki thôi. Rồi có vẻ như đi tiếp là một pick khá là sai lầm đến từ anh Quy, khi mà thứ nhất anh Quy nói là phương án DT, thứ hai AR9.7 Maki vẫn đánh được, thứ ba anh Maki đang chơi combo game rất là căng. Thực sự anh Quy đang phong độ vẫn rất ổn, nhưng mà vấn đề consistency của anh ấy đang không giúp được gì cho lắm. Và ok, tiếp pick pick tiếp theo protect luôn cho bản thân. Hidden 2 thì xét về lâu AI thì vẫn khi đang áp đảo hoàn toàn so với Anagui, cho nên đây chắc đây có thể sẽ là một cái điểm sơ kèo cho Maki nếu như anh Gui chưa tập áp này. Nếu ủa free win hả? À. Ê, Kasa hỏi tí Hidden 2 này, hỏi dùng bên trong voice chat coi là anh Quy tập cái Hidden 2 này chi vậy? À, ok, cảm ơn anh Quy chứ. Cảm ơn, đỡ phải hỏi. Chúng ta sẽ xem màn tấu hài từ anh chồng luôn, ở Quy này. BDSM đó. Với một cái map C tận CS2 và OD8 à vâng, IG bắt đầu tổ hồi rồi guys, chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ ngồi à hả à. Ủa mới nhìn qua chat xong quay lại xong thấy một cái miss rồi à. Gì vậy? Xin lỗi nhưng mà anh đã quên đăng anh. Đăng anh bất kỳ về cái Hidden 2 này. Alo, tấu hài gì vậy? Đừng nói là anh quy khi bật mốt tấu hài là mốt mốt nghiêm túc nha. Cái gì vậy? Alo. À ok, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, tấu hài lại rồi. Ô, đúng rồi. Đúng kịch bản rồi anh em. Nhưng mà xét về khả năng chơi map của anh Quy thì khá là tốt so với một người không chơi được lâu AO. Và vấn đề map này khá khá awkward em cùng với cái việc mà AR8, cho nên là em rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mà coi về phía bên tay phải thì có vẻ như là accuracy của anh ấy đang không thực sự tốt cho lắm so với thường ngày. Kiểu như chúng ta có thể thấy rằng Maki đang thế sao nhỉ? Đang sử dụng rất nhiều cái combo game để mà đền bù cho cái việc mà accuracy của anh ấy. Và có vẻ như tôi đang dự đoán hồi nãy mà đây sẽ là một cái free win cho Maki và tiến thẳng tới match point. Đó là nếu như Maki không làm một cái farm bender ở cái cuối map này. Ayo, khúc này không ổn đâu, cap cô đang dần dần thu lại. À thôi, à quỳ ném cái cơ hội đó ra ngoài cửa sổ rồi. Maki vẫn an toàn. Một pha hú hồn đến từ phía cả hai người chơi. Chúng hai thật sự hai anh vợ chồng này đang tấu hài cho cái Big Hidden 2. Đề nghị hai anh này đừng làm cho caster một pha hú hồn nhé. Biết mà nấy nấy
nếu anh trong voice chat cũng hỏi anh Vui là tập vui cho anh này kêu đang tấu hài với lại đang lười tập vui, nhớ hồi nãy bắt đầu nói được rồi bro. Hey 404 rồi 04 rồi anh em, đúng là kết quả trận đấu khó thế nào dự đoán được, và một cái performance rất là tuyệt vời đến từ đến từ cậu người đứng thứ ba của Venok mùa năm ngoái. Để coi match point này anh Quy đã quyết định pick cho mình con Protect. Dĩ nhiên rồi, phải pick Protect thôi, không pick Protect là coi như là game này hơi đố bạn. Hoặc là anh Quy muốn kết thúc trận này nhanh. Với cái map này thì nó xét về pattern đó thì nó chỉ khó hơn một xí so với cái pattern hot rock 3 của round trước, nhưng mà đó là cái vấn đề ở đây chính là nếu như mà Maki chơi được map này hay không, tại vì đơn giản thôi anh Quy đang hơi bị là một con quái về khi nhắc đến các map hot rock. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta đến đi với hot rock 3. Và chưa kể đây là map hot rock nữa, cho nên là với cái accuracy rất là không ổn, à không, ừ rất là không ổn đến từ phía bên Maki, thì điều này sẽ là một lợi thế cho anh Quy chăng? Ôi trời ơi. Cursor của Maki đang rất là giật. Đúng là một người chơi khi chuyển từ hệ grass sang hệ hover, anh ấy vẫn chưa quen. Nhưng mà sau cái pha blunder hồi nãy thì accuracy cũng ok lại hơn tận 2%. Cuối cùng anh mất sai lầm một cái đoạn anh Axel stream đó cả. Và tới luôn cả cái stream không ai miss. Có khá là nhiều 100 đó từ góc từ phía bên Another Wii và cả Maki luôn, nhưng mà không ai chịu thua ai cả. Accuracy và score khá là tương đồng. Nhưng mà với phía bên tay phải thì thật sự cái độ stable rate này rất không ổn và... tôi không nên nói nhiều về người phải, không đó, xem hình cướp mất. Xét với không vui thì... map này rất là ngắn cho nên là hình như là chúng ta sẽ có thể có người thắng cuộc ngày hôm nay. Nếu như mà bên phải không làm cái blunder nào tới khúc cuối. He has to hold, chat. He has to hold. And that is it. Một cái kết quả không ai có thể ngờ tới được. Maki. Không, Maki 5-0 anh Quy. Chuyện gì xảy ra với anh Quy vậy? Maki là một con quỷ. Anh này điên rồi. Vâng, xin chúc mừng anh Maki đã tiến thẳng luôn tới cái knockout round, và anh Quy xin chia buồn là anh vẫn sẽ phải đánh thêm một round nữa. Một pha expert đánh chồng cực căng. Và cũng như là đặt dấu chấm kết thúc cho cái match ngày match này. Anh Quy vừa chơi với 0% background tiện. Hả? Không phải trăm background tiện chấm hỏi. Cái gì vậy? Anh Quy tốn hài à? Trôn. Thôi thì nha. Yeah. Hẹn gặp lại anh em và... Anh Quy sẽ 0% background tiện.
Ok, có gì Summit này tôi sẽ phong là anh Quỳ post cái cái play của đó là cho anh em chiêm ngưỡng cái khu vực cho background đi của anh ấy là như à thôi coi như nay là chấm hết cho cái match này thì hẹn gặp lại anh em vào lúc 10 giờ tối là trận cuối cùng giữa Hằng Nguyên với lại Shino 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 Shino